nữ chính của chúng ta là yuri cô đột nhiên tỉnh lại ở sân thượng của một tòa cao ốc và xung quanh cô là rất nhiều tòa cao ốc khác cô cố gọi cho bố mẹ nhưng chỉ nhận được câu nói ngoài vùng phủ sóng và người duy nhất cô liên lạc được là người anh trai zika cô đã hỏi zika về việc tại sao cô không liên lạc được với ai xung quanh cũng chẳng thấy người nào anh trai zika nhận ra cô đã lạc vào thế giới này nên muốn cô bình tĩnh nghe anh nói nơi này không phải ảo giác và nó có thật những tòa nhà này đều không thể đi xuống vì đã bị chặn cách di chuyển duy nhất là thông qua những chiếc cầu treo này đột nhiên cô phát hiện tòa nhà gần đó có một cô gái đang hoảng hốt chạy trốn khỏi một ai đó và một tên đeo mặt nạ xuất hiện tay hắn cầm theo một chiếc gậy bóng chảy cô hỏi jica về tên đeo mặt nạ thì jica cho biết đám đó rất nguy hiểm nhưng mục đích của chúng không phải giết người mục đích thật sự của chúng là ép nạn nhân đến bờ vực của tuyệt vọng và tìm đến cái chết cô gái bên kia vì đã không chịu nổi áp lực để rồi chọn cách nhảy xuống lối giải thoát tên mặt nạ thì cũng quay đi còn jica khi biết em gái vẫn ổn thì quyết định sẽ đi tìm cô zika chỉ cô nhìn về hướng tòa nhà cao nhất kia và hãy cố chỉ cho anh ta biết vài điều về vị trí của cô nhưng một tên đeo mặt nạ đã xuất hiện phía sau cô và định chém cô yuri kịp né nhưng để rơi mất điện thoại và nguồn liên lạc duy nhất với anh trai cô đã bị cắt đứt cô đã quyết định đứng lên và rồi chạy về hướng cầu treo để trốn thoát nhưng cầu treo rất chênh vênh và khiến cô có thể rơi bất cứ lúc nào cô vẫn nghĩ có thể nơi đây là giấc mơ và khi rơi xuống thì cô sẽ tỉnh tên đeo mặt nạ đã bắt đầu bám theo cô lên trên cầu cô không muốn chết trước khi gặp lại anh trai cô cố chạy nhanh hơn hắn vẫn bám theo nhanh hơn và rồi cô vẫn chẳng thể thoát khỏi hắn. Hắn đã chuẩn bị để tấn công Yuri thì đột nhiên một chú cảnh sát đã nổ súng bắn hắn để giúp Yuri. Hắn bắt đầu loạn trọng và rơi khỏi tòa cao ốc. Chú cảnh sát có một người cấp dưới đi theo và lúc cả hai đến kiểm tra xem tên kia còn sống hay không và vũ khí thì trông có vẻ khá thô sơ. Và tên cấp dưới đột nhiên đẩy chú cảnh sát tốt bụng khỏi tòa nhà. Chú ta ngã đập đầu mà chết còn tên cảnh sát biến chất này thì thấy hắn đã được ở riêng với nữ sinh cấp 3 như Yuri. Hắn ta đã phát điên vì cái thế giới này hắn bắt cô đứng dựa vào tường và cởi áo ra hắn dần cắt đi từng chiếc cúc sau đó hắn còn bắt cô cởi cả bên dưới nhưng gần đó đã có một tay bắn tỉa đeo mặt nạ đang quan sát yuri dường như cảm nhận được sự hiện diện đó mà nhìn về phía tên bắn tỉa hắn đã bắn thẳng đầu tên cảnh sát biến chất và rồi tạo cơ hội cho yuri trốn ra sau kia tên cảnh sát vẫn cố lê lết nên bị cho một viên nữa cho chết hẳn cô sau đó kéo xác tên cảnh sát vào để lấy vũ khí cô sau đó bằng cách nào đó đã đốt được xác của tên cảnh sát và để khói che mắt nhằm trốn khỏi tên bắn tỉa thế nhưng cô không hề biết tên đeo mặt nạ bắn tỉa đó lại chính là anh trai cô yuri sau đó lại gặp một kẻ đeo mặt nạ nữa do đang có khoảng cách nên yuri định lấy súng ra bắn cô sau đó nhận ra cô đang sắp giết người và nghĩ bản thân có lẽ đã sắp mất trí nhưng đối phương đột nhiên quay đi lấy đà và rồi quay lại nhảy một phát từ bên kia sang đến chỗ của cô cô ta cầm chiếc liềm lao đến chém một mảnh trên vai yuri cô nổ súng nhưng chẳng hề trúng. cô nhớ ra việc đám này chỉ ép cô tìm đến chỗ chết chứ không trực tiếp kết liễu mục tiêu cô muốn đánh lạc hương ả đeo mặt nạ kia và rồi cô đã có cách, cô đã nói ra việc bản thân đi tìm anh trai và muốn cô gái kia nói lại tên cô nếu có gặp được anh trai cô. Cô nhảy xuống thì cô gái đeo mặt nạ kia cũng đi đến kiểm tra thử. Và rồi cô ta phát hiện Yuri vẫn còn đứng ở bên dưới và chỉa sẵn súng. Cô thành công bắn trúng đầu ả à ta, nhưng giờ cô mới thấy đau mông sau cú ngã đó. Lúc trèo lên thì ả à đeo mặt nạ vẫn sống, nhưng mặt nạ đã vỡ một nửa. Cô lấy súng ra đe dọa để hỏi vài thứ nhưng cô gái bên kia bảo cô đừng có lại gần. Não cô ta đang bị kiểm soát và bị ép phải nghe theo chỉ thị cô ta muốn yuri đừng có lại đây vì giờ mệnh lệnh của cô ta là phải tự kết liễu mạng sống vì mặt nạ đã hỏng cô ta hy vọng yuri có thể gặp lại anh trai và rồi gieo mình xuống dưới yuri giờ mới nhận ra những kẻ đeo mặt nạ cũng là con người và có thể giao tiếp và cô vừa bắn một con người cô nghĩ bản thân sắp mất lý trí thì dư âm của tên cảnh sát cũng đến để ám cô nhưng cô đã cố gắng vượt qua và cho rằng những kẻ đeo mặt nạ không hề xấu mà kẻ thù thật sự chính là những kẻ giao chỉ thị cô sau đó mang theo cây liềm và phát hiện có một ba lô gần đó trong đấy có thức ăn và một khẩu súng để cô tự vệ cô sau đó thu dọn hành lý và bắt đầu di chuyển tiếp cô nhận ra tòa tháp trước mặt đây có nhiều hơn một cầu treo dẫn đến nghi ngờ nơi đây có vẻ nguy hiểm nhưng cô vẫn đi vào giữa đường cầu treo đột nhiên gặp trục chặt khiến cô bắt đầu bị lệch mà có khả năng rời khỏi cầu treo nhưng cô đã kịp lấy thăng bằng và trên đường chạy qua khỏi cầu cô phát hiện có một chiếc trực thăng bay qua lúc qua được cầu và vào trong tòa tháp cô phát hiện có một cái xác ngay lúc mới vào có vẻ như xác này bị bắn cô tìm được một tờ giấy trong túi nạn nhân và biết ở đây có dịch vụ giúp thoát ra bằng những chiếc trực thăng tiếp tế nhưng sức chứa chỉ có một người nghi ngờ là bẫy nhưng yuri vẫn phải đi xem thử cô sau đó nghe tiếng súng và thấy một người đang cầu xin được sống nhưng cô để ý người nổ súng không hề đeo mặt nạ cô đã bước ra bắn rơi súng của cô gái kia để cứu người đàn ông tội nghiệp nhưng cô ta rút dao ra đâm chết người đàn ông kia luôn cô ta còn thách yuri dám nổ súng bắn cô ta cô ta cho rằng người tử tế như yuri ở thế giới này rất ít và dù rất tiếc nhưng cô ta vẫn phải xử yuri vì trực thăng chỉ cứu một người yuri không biết bản thân phải làm gì liệu cô đã sai khi không bắn dứt khoát ngay từ đầu và giờ cô có nên xử lý cô gái kia luôn hay không đang lưỡng lự thì nước mắt cô lại tuôn ra vì cô không muốn tử chiến với người khác đối phương nhận thấy yuri chưa hề có quyết tâm rời khỏi đây và yuri cũng nhường cô ta vé lên trực thăng để rời khỏi đây vì yuri vẫn muốn đi tìm anh trai đột nhiên tay bắn tỉa xuất hiện phía sau nên yuri đành cứu cô gái kia luôn cả hai trốn khỏi tầm bắn và yuri cố nổ súng để uy hiếp lại đối phương nhận thấy Yuri thay đổi quá nhanh, vừa mới khóc lóc mà giờ đã có thể tự tin đối đầu với kẻ thù. Yuri muốn biết tên cô ta thì cô ta cũng giới thiệu bản thân là Mazuko. Tên bắn tỉa đã nhắm vào con dao của Mazuko và bắn một quả bật lại về phía cả hai đang trốn, thấy kỹ thuật quá ghê nên Yuri bắt đầu rén. Mazuko nghĩ là có khi nên bỏ Yuri lại mà đến chỗ trực thăng. Từ khi sinh ra thì Mazuko đã luôn phải đấu tranh với chính xã hội và bố mẹ nên cô có thể thích nghi nhanh với việc tử chiến. Cô đã giết cả người lẫn đám mặt nạ để sinh tồn đến bây giờ cô ta biết người tử tế như yuri chắc chắn sẽ chết sớm nhưng cô ta lại không muốn để yuri chết nên đã bảo cô đi theo vì cô ta có cách dù trực thăng chỉ chở được một người nhưng cô ta vẫn còn con át chủ bài tay sát thủ thấy cả hai đi thì cũng bám theo đột nhiên một quả bom lăn xuống và phát nổ hai cô gái xuống kiểm tra và nghĩ là tên bắn tỉa đã bị thổi bay khỏi tòa nhà yuri nói thẳng là cô sẽ không rời khỏi đây cho đến khi tìm được anh trai nên muốn mazuko đi trước đồng thời nếu thoát được thì mang thẻ căn cước về cho bố mẹ cô và nhờ mazuko bảo với bố mẹ cô là hai anh em sẽ sớm trở về và đột nhiên trực thăng có dấu hiệu cất cánh cả hai nhanh chóng chạy lên và yuri có xin lỗi mazuko vì đã lấy quá nhiều thời gian của cô ta nhưng mazuko cho rằng việc cô ta ở lại là do chính mong muốn của cô ta chứ chẳng liên quan gì đến yuri cả hai chạy lên thì trực thăng đã cất cánh yuri thấy rất có lỗi nên lấy súng ra bắn để trực thăng quay lại mazuko cho rằng đây là luật lệ của thế giới và họ không thể lách luật yuri tiếp tục bắn thì nó đột nhiên quay lại nhưng tên mặt nạ trong trực thăng đã mở cửa ra và xả súng vào cả hai mazuko thấy có vẻ cô sẽ sống đến khi đợt trực thăng tiếp tế quay lại và cô vẫn chưa sẵn sàng để trở về thế giới thực nhưng yuri giờ đây có một mục tiêu mới là sẽ chiếm cái trực thăng đó để có thể trở về và cô sẽ tìm anh trai và những đồng minh mới và nếu xuân sẻ thì cô sẽ cố gắng phá hủy thế giới này tuyên bố xong thì cô cũng gục ta gặp lại tay bắn tỉa hay đúng hơn là anh trai zika của yuri nhờ vụ nổ do quả bom gây ra mà mặt nạ của zika đã bị nứt và giúp anh ta phần nào lấy lại chút ý thức nhưng vẫn chưa đủ để chống lại chỉ thị, đột nhiên Jica đi qua một tên mặt nạ khác và hắn quay ra tấn công anh, nhưng đừng nghĩ anh cầm súng là không thể đánh tầm gần, chỉ một tên là tên mặt nạ kia vỡ mồm, Jica hiểu ra là chỉ cần bị nứt thì đối thủ của anh sẽ còn có đám mặt nạ. Tối đó, Iuri mơ về lúc cô thấy cột tháp cao chọc trời kia ở thế giới thực, và từ lúc nào không hay cô đã bị đưa đến thế giới này, Iuri tỉnh lại và nghĩ là Mazuko đã bỏ cô lại với hành lý và lấy đi khẩu súng nên đành mang đồ lên để đi tiếp. Cô bị một tên mặt nạ phát hiện nên cong đuôi chạy còn Mazuko vừa rời mắt một chút mà Iuri đã biến mất. Cô chạy ra cầu thì bị ba tên mặt nạ bám theo, tên móng vuốt cho một người đi trước, và tên mặt nạ đi đầu đã bị vấp trúng vết hỏng của cầu treo. Tên móng vuốt tiến đến và cho tên mặt nạ này rơi luôn. Hai tên đó bám theo Iuri sang bờ bên kia thì Mazuko đã tìm đến. Mazuko muốn Iuri đừng trách nếu cô bắn hụt vì cô không giỏi bắn súng cho lắm. Tên móng vuốt đã lấy tên đồng đội ra chắn đạn và lao đến tấn công Mazuko. Nhưng Iuri ở sau kia đã lợi dụng sơ hở để bắn gục tên mặt nạ cô tháo mặt nạ của hắn ra và nhớ đến việc lần trước là tuyệt đối không được đeo mặt nạ vào cô hỏi tên kia về việc sẽ xảy ra khi đeo mặt nạ thì được biết là họ sẽ được sống trong mơ và liên tục làm theo chỉ thị không thể phản kháng lại dù dùng cách nào đi nữa và dẫu đã mở mặt nạ ra thì hắn vẫn bị chỉ thị sai khiến mà tự cắn lưỡi chết điều này một lần nữa khiến cho yuri không biết được thế giới này thật sự là gì hai cô gái sau đó bắt tay và quyết định làm đồng đội của nhau nhưng Azuko không muốn Yuri quá tin tưởng vào cô vì nếu nguy hiểm thì cô sẽ bỏ Yuri lại mà chạy trước nhưng yuri sẽ không trách vì việc đó mazuko thấy yuri quá tốt mazuko đã lấy điện thoại ra xem giờ thì yuri như phát điên khi thấy điện thoại cô xin mượn và gọi cho zika zika vẫn nhớ đến em gái nhưng lại không thể kháng được chỉ thị nên dù nhận điện thoại và mừng khi em gái còn sống thì anh vẫn sẽ buộc phải tấn công khi gặp mặt zika nghe kế hoạch của cô và những gì cô đã trải qua thì muốn cô phải đợi anh ta đến cứu và trước hết là phải bắn mazuko vì anh ta cho rằng thế giới này không có sự tin tưởng về đồng đội giữ người lạ ở bên chỉ khiến bản thân gặp nguy hiểm nhiều hơn nhưng cô không chấp nhận và cho rằng nếu Jika còn nói vậy thì cô sẽ xử anh trước tiên. Thế là Jika quyết định sẽ chiếm trực thăng trước rồi mới cứu cô. Iuri lại nghĩ là anh trai dùng trò vừa rồi để thử lòng quyết tâm của cô. Jika cho biết mỗi ngày sẽ có một trực thăng đến mỗi nơi để cấp tiếp tế, nên họ sẽ ở nhiều nơi để xem thử trực thăng sẽ đến đâu. Iuri sẽ tập hợp thêm đồng minh để chờ trực thăng và để xin lỗi vụ vừa rồi thì Jika sẽ dẫn cô đi ăn sau vụ này. Iuri sau đó trả máy cho Mazuko và ôm lấy Mazuko để xin lỗi vì đã lỡ nghĩ những điều kỳ lạ về Mazuko còn zika thì vẫn đi xử đám mặt nạ và không biết nên đã yuri món gì lúc đi trên cầu mazuko thấy yuri hẳn phải tin cô hoàn toàn thì mới dám quay lưng mà đi như này nhưng nhìn yuri cứ để lộ hàng như này thì mazuko muốn lần sau cô sẽ đi trước còn zika tôi nhận ra một điều là tên bắn tỉa không phải zika mà hắn chỉ là từng gặp zika trước đây và bức hình yuri mà hắn có là lấy từ zika chứ zika thật anh lúc này thì cũng mới bị đưa vào đây không lâu anh đã luôn phải mạnh mẽ trước em gái mình cho nên lúc chạm chán đám mặt nạ anh cũng đã phải mạnh mẽ đánh lại chúng Jika bị đưa vào cùng hai đứa bạn, cả ba lúc đó đều chưa biết gì. Đột nhiên cả ba gặp một tên có thể ném đạn pháo như ném một quả bóng chảy. Một người bạn ra đi vì phát đạn đó nên cả hai đành chạy đi, cứ ngỡ thấy được lối ra thì Jika đã kịp giữ đứa bạn lại trước khi rơi xuống. Jika nhận thấy tên mặt nạ này rất lạ, vì nếu mặt nạ chỉ thao túng con người thì hẳn là tên nào cũng như này. Nhưng mỗi con lại rất khác nhau nên hẳn là bản tính con người vẫn được giữ lại, và tên này có vẻ là dân bóng chảy nên Jika sẽ đứng từ xa để đánh bóng đáp trả lại hắn. Anh đánh bay được phát đạn pháo và để đứa bạn bắn bể đèn rồi lao đến tấn công hắn và đập vỡ mặt nạ. Nhưng hắn vẫn tóm lấy Zika và cho rằng anh còn chưa đủ trình để trở thành vị thần của lãnh địa này. Zika chẳng hiểu hắn nói gì nên sút hắn ra và để đứa bạn bắn chết hắn. Zika rất muốn giải mã lời hắn đã nói. Chẳng lẽ mục đích ở nơi này không phải chỉ là thoát ra bằng trực thăng hay sao? Tay bắn tỉa lúc này nhớ ra việc Yuri là em gái của một người mà hắn từng gặp và cả hai anh em đều khó chịu như nhau zika thì quyết tâm phải gặp lại em gái và cùng em gái phá hủy nơi này bằng mọi giá và mặc kệ cái thần mà tên mặt nạ nói còn tên bắn tỉa lúc này vẫn đi hại người và hắn thấy bản thân thật thảm hại khi để một chiếc mặt nạ điều khiển đột nhiên hắn bắt gặp một cô gái và định cho cô ta tuyệt vọng thì chỉ thị lại ngăn hắn ra tay vì nơi này là để tạo ra thần và cô gái này là người gần đạt đến cảnh giới thần mà chúng tìm kiếm nhất hắn không hiểu chỉ thị này là sao mazuko thì đang ngủ và yuri thì phải canh gác đột nhiên cô gặp một tên mặt nạ đi đến cô lấy súng ra thì hắn chỉ đi đến và để ba lô lại đấy trong lúc đó, tên bắn tỉa được cho biết những kẻ đeo mặt nạ được gọi là các thiên sứ và chúng có nhiệm vụ tìm kiếm nhân loại để đưa họ đến gần với ngôi vị thần, chỉ cần biết bây giờ giữ cô gái này còn sống là được. Hắn bỏ súng xuống và nói chuyện thì cô gái đó đã giới thiệu bản thân là Kuon và cô rất mừng vì kiếm được người tốt ngoài lũ mặt nạ kia. Trời cũng đã sáng nên Mazuko dậy và nghe được việc xảy ra từ Yuri. Tên mặt nạ vừa rồi cô gặp hình như chỉ đến giao tiếp tế gồm đồ ăn và một con dao, Mazuko lại thích dùng dao nên xin con dao đấy zika sau đó cũng gọi đến cho em gái nhưng chỉ gặp được mazuko anh xin lỗi mazuko nhưng không nói ra việc anh đã từng bảo yuri phải bắn cô biết em gái vừa ăn xong thì ngủ thì anh nhờ mazuko canh chừng yuri giúp anh trong lúc đang nói chuyện thì có một tên mặt nạ đầu bếp biến thái có sở thích man dợ là dùng nữ sinh làm nguyên liệu cho hắn đã để ý đến mazuko trong lúc đó cô gái kia vẫn đi cùng bắn tỉa cô đã xin được lập đội chung với hắn ta nhưng hắn muốn cô đi mà lập đội với con người và hắn nhớ về cặp đôi yuri và mazuko nên sẽ đưa Kuon đến chỗ cả hai nhưng chỉ là trong trường hợp cả hai còn sống trong lúc đó hai cô gái vừa sang tòa nhà mới nhưng vẫn chẳng thấy có ai còn sống yuri đang lo no núng về vụ kiếm thêm đồng minh thì mazuko đã giúp yuri bình tâm trở lại yuri thấy mazuko y như một người chị gái khiến mazuko ngại mà đỏ mặt cô nhận ra trước đây chưa từng có ai xem cô với cái nhìn thiện cảm như yuri mọi người trước đây đều đổ hết tội lỗi lên đầu cô và nhờ có yuri cô đã hiểu được hạnh phúc là gì đột nhiên cô bị tên đầu bếp phát hiện và kéo xuống nhưng hắn một lần nữa tóm cô và ném cô vào tầng dưới Iuri vừa quay lại thì không còn thấy Mazuko đâu. Tên đầu bếp kia có thể nói chuyện và bị ám ảnh với cổ của con người. Đây là lần đầu Mazuko thấy điều này. Cô định đi nhảy để hắn dừng tay, nhưng hắn dẫu có nghe theo chỉ thị nhưng vẫn bị ham muốn của bản thân kiểm soát. Hắn đã bẻ gãy tinh thần của cô và ném mấy cái đầu ra khiến cô hoảng loạn mà không thể chống cự. Hắn định khứa cổ Mazuko thì Iuri đã cho hắn vài phát đạn khiến Mazuko tỉnh ngộ. Cô đã phải dùng áo để cột chân vào lan can trên kia để đu ngược xuống. Iuri sau đó lên trước và bảo Mazuko hãy dùng cầu thang mà lên. Tên đầu bếp vẫn tiếp tục đứng lên và cho rằng cô sẽ không thể có được hạnh phúc tại đây, nhưng ngay lúc này cô đang rất hạnh phúc với Yuri. Cô xiên luôn tên đầu bếp cho hắn chết hẳn và rồi đi gặp lại Yuri. Yuri mới tìm thấy một thứ thú vị, đó là có áp phích về việc một nhóm muốn lập đồng minh với những ai còn sống. Nhìn có vẻ khả nghi nhưng giờ đó là manh mối duy nhất họ có. Tên bắn tỉa cũng thấy cái này và sẽ cùng on đến đó tìm thử. Cả bọn đều đến tòa trung cư lớn nhất khu và vào trong đó, bắn tỉa đã ngồi chờ cho Kuon đi tắm hắn xem thử điện thoại cô chụp những cái gì thì có thấy một tấm áp phích cô chụp lại và dòng chữ trên đó khiến hắn phải bất ngờ hai cô gái thì đã đến nơi và theo chỉ dẫn đến phòng gặp mặt cả hai gặp một tên đeo mặt nạ nhưng yuri đột nhiên bị trích điện và mazuko thì bị bắt đám này đều là con người và mặt nạ thì đã bị dán lại nên không dính chỉ thị chúng biết là chỉ cần tìm được loại người mà chỉ thị gọi là thần thì chúng sẽ thoát khỏi thế giới này nên mới kêu gọi người để chúng bắt lại rồi cho họ đeo thử mặt nạ lên đột nhiên một tên tay đua tìm đến Hắn cho tên đang giữ Mazuko bay đầu trong một cú đánh và sau đó liên tục xử lý những tên trong này chỉ với một cú. Tên nào cũng bay đầu sau một cú đánh của hắn và Mazuko phải thừa nhận hắn là tên mạnh nhất mà cô từng gặp. Iuri là người bị hắn nhắm đến tiếp theo. Iuri muốn Mazuko chạy đi và nếu gặp Zika thì hãy nói với anh là cô đã cố hết sức. Nhưng Mazuko không thể để Iuri chết. Thế là cô đã đánh cược bằng cách tự đeo mặt nạ lên. Còn bắn tỉa lúc này đang đi cùng Kuon thì muốn cô ra sau đi để hắn đi trước đề phòng có nguy hiểm nhưng lý do là hắn sợ nhìn thấy quần lót của cô on còn mazuko đã hoàn toàn bị mặt nạ kiểm soát và có được sức mạnh từ nó nhưng mazuko lại lao đến chém tên tay đua thay vì yuri cô bị tên tay đua đấm lại và vỡ đi mặt nạ thực ra đây là mặt nạ của tên đầu bếp và cô nghe được từ hắn là cái này bị lỗi nên cô không hề bị tẩy não nhưng cô vẫn đã có được sức mạnh mà chiếc mặt nạ đem lại dù thế thì tên tay đua vẫn quá mạnh yuri đã dùng áo để che mắt và giữ chân hắn để mazuko tung đòn dứt điểm tay đua sau đó không ngờ là có mặt nạ lỗi nên giao phó mong muốn phá hủy thế giới này lại cho cả hai yuri xin lỗi vì đã không tin tưởng mazuko nhưng mazuko mừng vì yuri đã không nổ súng khi cô chưa giải thích gì mà hành động đột nhiên cả hai gặp một người đàn ông bắn tỉa và kuon vừa đi lên thì nghe tiếng bên nhóm yuri nên đứng lại xem cả hai gặp người đàn ông tên tanabe ông đến đây hai ngày trước và ông mong muốn giết mọi ứng viên của thần bắn tỉa cũng để tâm lời ông ta nói mazuko đã thể hiện sức mạnh của cô cho tanabe xem để dọa ông và tránh ông làm phản Ông thấy sức mạnh đó thì nghĩ cô là một mặt nạ và giống với tên khốn ông đã gặp thì Yuri cũng là một ứng viên. Ông muốn cả hai giúp ông và cho ông mượn sức mạnh đó. Lý do ông nghĩ Yuri là ứng viên của thần là vì hai hôm trước. Ông đến đây cùng với tổ đội và họ cùng ông trải qua bao trận chiến và thân như gia đình. Cả nhóm định đến tòa nhà có anten kia thì chạm mặt một tên đi cùng một mặt nạ. Tên đó đã cho mặt nạ tàn sát gia đình ông. Hắn giới thiệu hắn là Kazuma và là một ứng viên của thần. Hắn sẽ xóa sổ những ai muốn phá hoại lãnh địa này và ứng viên của thần có khả năng điều khiển mặt nạ hắn cho ông đi theo hoặc chết do đó ông giờ đây mới đến gặp cả hai và xin cả hai giúp đỡ tiêu diệt tên đó iuri nghi ngờ tên đó có thể biết gì đó về thế giới này nên quyết định sẽ theo ông để đi gặp tên đó iuri có gọi cho jika để báo lại chuyện cô đang gặp và bắn tỉa cũng sẽ bám theo trên đường đi mazuko có dặn iuri là nếu cô bị tên ứng viên thao túng thì iuri tự biết là nên làm gì bắn tỉa thì không vội đi theo mà chỉ dần dần quan sát bắn tỉa cũng hỏi on có điều khiển được mặt nạ hay không cô không dám chắc nên bắn tỉa thấy để cô đi theo cũng vô ích cô lo sợ nên thử bắt bắn tỉa quay phải thì anh lại quay trái tanabe đã quay về gặp lại tên kazuma hắn thấy ông hơi ngây thơ khi chỉ đem về hai đứa con gái để trả thù hắn hai cô gái đang định nói chuyện thì ông ta đã nói việc yuri là một ứng viên của thần khiến kazuma quyết định cũng thủ tiêu cả hai luôn để mình hắn là ứng viên cho thần hắn cho mặt nạ của hắn lao lên tấn công mazuko đã đứng ra chiến đấu và nhận thấy tên kia không hề ra lệnh cho cô và trước đó yuri cũng cho cô biết là thể lực được mặt nạ tăng lên nhưng sức bền thì không nên cô chỉ cần phòng thủ đến khi đối phương kiệt sức là được cô cứ thế chạy mà không thèm tấn công. Lúc hai bên đang đấu thì ông Tanabe lại thấy cơ hội để trả thù mà lao lên để rồi bị đâm cho một nhát mà nằm lại, đánh một hồi thì đối thủ đã có vẻ kiệt sức. Và tên Kazuma biết điều đó, thế là hắn đợi lúc mặt nạ của hắn ngã xuống và cho Mazuko thấy sơ hở thì hắn đã gọi mặt nạ thứ hai lên để bắn lén. Nhưng Yuri đã dùng súng chờ sẵn để bắn trả. Kazuma không hề lường được điều này, lý do cô biết là do lúc gọi cho Zika. Anh ta nghe được việc con rối của Kazuma có tên thì biết cái tên hắn đặt nghĩa là số một trong tiếng Đức nên hẳn là hắn vẫn còn nhiều hơn một mặt nạ. Hắn không tin việc bản thân sẽ thua ngay cả ở thế giới này, vì ở thế giới cũ hắn đã bị đàn anh chèn ép tại cái bệnh viện khỉ ho có gái. Hắn rút súng ra đòi sống chết thì Yuri nhận ra hắn giống với tên cảnh sát trước đây nên không thể để hắn sống. Kuon muốn bắn tỉa làm gì đó nhưng hắn ta cho rằng có nhiều hơn một ứng viên sẽ đe dọa đến mạng sống của Kuon nên giờ cứ để mấy người kia tự chém giết lần nhau. Cô On thấy bắn tỉa tuy luôn khó chịu với cô nhưng vẫn lo cho cô nên cô sẽ làm việc mà cô vẫn phải đặt an nguy của bản thân lên hàng đầu. Cô On đột nhiên dùng sức mạnh của thần để điều khiển tòa tháp cao nhất kia bắn nổ một tòa nhà gần đó. Kazuma nghĩ là do Yuri làm nên cô lợi dụng việc này để diễn rằng bản thân có sức mạnh to lớn đó và khiến cả mặt nạ lẫn Kazuma đầu hàng. Ông Tanabe còn sống nên cô bắn hắn phải chữa cho ông ta. Maru cô thấy cô phải liều lắm mới dám diễn như vậy nhưng điều đó cũng khẳng định Yuri không phải dạng vừa còn bắn tỉa nhận ra cu on dường như đã nhớ chút gì đó về sức mạnh của cô nên hắn hỏi thử cô có thể phong ấn chỉ thị từ mặt nạ không thì cô vẫn chịu nên cô thấy bản thân giờ vẫn quá vô dụng mặt nạ mang đồ ăn đến cho cả hai cu on rất muốn được xem mặt của bắn tỉa nếu có thể đột nhiên mặt nạ giao đồ cho biết khả năng trở thành thần của các ứng viên là có và thần sẽ có thể lựa chọn một thế giới hòa bình hoặc hỗn loạn và cu on quyết định sẽ trở thành một vị thần hòa bình trong lúc đó một cô gái đang bị hai mặt nạ tấn công thì một mặt nạ khác đã đến cứu cô Zika cũng xuất hiện và biết mặt nạ đó đang được một ứng viên điều khiển. Mặt nạ kia đã đưa điện thoại cho Zika và giúp anh gặp được người điều khiển tên này. Người điều khiển tên mặt nạ võ sư này là Yoshida. Vì thấy hai bên có vẻ tin tưởng được nhau nên Yoshida đã đã tiết lộ vị trí cho Zika và cho biết cách cậu ta trở thành ứng viên. Lúc cậu ta tỉnh lại thì tìm được một chiếc mặt nạ không miệng. Cậu ta đeo lên và kiến thức các thứ đã truyền vào não cậu ta. Truyền hết thì mặt nạ cũng vỡ đi và giúp cậu ta dần mở khóa sức mạnh điều khiển đám mặt nạ. Jika nhận ra là có đến bốn loại mặt nạ và cái không miệng hẳn sẽ là cái mạnh nhất nếu đeo vào. Sau đó, Iuri có đi gọi điện thoại và Mazuko đã gặp ảo ảnh về phiên bản đeo mặt nạ của chính cô. Lúc Iuri quay lại thì Mazuko mới nhận ra là cô vừa ngủ quên. Iuri nghĩ cô bạn có vẻ mệt nên ngồi nghỉ một lúc. Cả hai quyết định giờ sẽ đi đến chỗ của Yoshida để hội quân cùng với Jika luôn. Nhớ đến ông Tanabe nên cả hai quay lại bệnh viện xem thử thì Kazuma đã rén trước sức mạnh bịa đặt của Iuri nên không dám giở trò. Và cô cũng bất ngờ hơn khi số 1 của Kazuma có thể tháo mặt nạ một cách dễ dàng. Iuri thấy cô bé này quá dễ thương khiến Mazuko thấy khó chịu và cô cho biết nếu mặt nạ cho phép thì vẫn có thể tháo ra. Nhưng quan trọng là sao cô lại biết điều đó? Cả hai nghe thấy tiếng hét nên chạy đi tìm và giữa đường thì Mazuko bắt đầu nhìn thấy ảo giác. Cô lo sợ là bản thân đang dần bị chiếm hữu nên cố gắng ít nhất là phải để Iuri đoàn tụ với anh trai. Cả hai vào trong tòa nhà bên cạnh và đi vào một thư viện. Mazuko phát hiện tên mặt nạ nên lao đến cố xử lý hắn sớm nhất trong lúc còn ý thức cô quá nôn nóng và khi quyết định lao đến tước vũ khí từ hắn thì hắn đã lùi một nhịp khiến cô hớ hênh và cho một gậy thẳng mặt iuri nổ súng thì hắn né đi nhưng một viên đạn đã bay đến bật vào vòi chữa cháy khẩn cấp và xử tên mặt nạ iuri nhận ra cách bắn này của anh nên nổ súng trước và lui về phía mazuko cả hai tranh thủ chạy đi và bắn tỉa chỉ muốn kết đồng minh nhưng iuri đã nổ súng trước khi anh có cơ hội vì giờ cả hai biết anh còn sống nên anh phải cẩn trọng hơn và anh cũng cần iuri còn sống cho mục tiêu của mình cô on muốn biết mục tiêu của bắn tỉa và ép anh phải nói nên anh cho biết lúc anh mới đeo mặt nạ thì đã có lần chạm trán zika zika dường như biết việc mặt nạ không thể giết mà chỉ muốn ép nhảy xuống nên zika đã vứt bỏ vũ khí mà lao đến hỏng lột mặt nạ bắn tỉa đã nhận thức được mà né đi để rồi làm rơi bức ảnh của yuri vào tay bắn tỉa zika cũng rơi nước mắt nên hẳn là anh có quan hệ gì đó với zika trước đây nên giờ anh muốn gặp để xác nhận lại cô on nghĩ anh phải rất đau lòng thì anh đột nhiên nhớ ra lý do gì mà bản thân lại đeo mặt nạ không đúng anh đã bị ép phải đeo lên bởi con mụ đó, không đúng hơn là chúng có hai tên, lúc anh bại trận và chuẩn bị đón nhận cái chết thì hai tên đó đã lấy mặt nạ và cưỡng ép anh phải đeo vào. Kẻ ép anh phải đeo mặt nạ đang tìm người có thể điều khiển khẩu súng điện tử, và trùng hợp thay thì Kuon là người đó. Và giờ à tóc hồng đeo mặt nạ kia đã bắt đầu săn lùng người vừa điều khiển khẩu súng đó. Trong lúc đó, Mazuko càng ngày càng thấy tâm trí không còn giữ được lâu nữa. Lúc Iuri đang hoài niệm về lần đầu cả hai gặp nhau thì Mazuko đột nhiên gục xuống. Dù cơ thể không di chuyển nổi nhưng tâm trí vẫn tỉnh táo một tên mặt nạ lao ra hồng xiên yuri thì bị cô nổ súng bắn hạ mazuko nhận ra yuri sẽ ổn dù không có cô ở bên cô nói ra sự thật cho yuri biết và việc mặt nạ của cô đã vỡ thì mệnh lệnh tự kết liễu cũng sẽ bị gửi đến cô sắp không thể chống lại nên muốn tự chết bằng ý chí của bản thân thay vì lệnh từ chỉ thị cô đã định nhảy thì yuri đến cản lại cô không cho mazuko chết nhưng việc giữ lại đã khiến chỉ thị xâm nhập được vào não của mazuko cô đẩy yuri ra và cố chống chọi với chỉ thị để rồi chỉ thị vì quá chật vật khi chiếm lấy tâm trí cô thì đã quyết định cho mazuko vào trạng thái ngủ đông đột nhiên yuri bắt gặp một cô gái đeo mặt nạ giận dữ loại mặt nạ này chỉ phản ứng lại với thái độ thù địch nên cô ta khuyên yuri nên bỏ thái độ đó nếu không muốn chết còn về cơ chế ngủ đông này thì chỉ là trạng thái khi hàng loại chỉ thị đều vô hiệu vật chủ sẽ bị giết từ từ bằng cách đình chỉ hoạt động của các cơ quan cứ như này thì chỉ còn hai tiếng trước mazuko hoàn toàn chết đi và cô đã được mặt nạ cho phép tiết lộ cách cho yuri cách duy nhất đó là cô phải trở thành một ứng viên của thần và tình cờ thay thì gần đây cũng có một chiếc mặt nạ không miệng, đeo nó vào và cô sẽ trở thành ứng viên. Tuy nhiên mặt trái là cô sẽ buộc phải tham gia trận chiến để trở thành vị thần hoàn hảo. Iuri đã đưa Mazuko vào một căn phòng và bắt đầu đi tìm mặt nạ, nhưng đồng thời lúc cô vừa đi thì bắn tỉa đã mang Kuon đến chỗ Mazuko và Kuon có cách để giúp Mazuko an toàn. Cô biết cách của cô khá nguy hiểm nhưng nó chẳng còn cách nào khác nữa. Kuon được đưa vào tâm thức của Mazuko và bị bản sao mặt nạ bóp cổ đang nghĩ bản thân quá vô dụng thì cô đã vượt lên chính mình và ra lệnh cho bản mặt nạ này dừng ngủ đông và rồi tỉnh lại còn yuri đang trèo lên nóc để lấy mặt nạ thì bị một tên mặt nạ bám theo phía dưới cô cố chạy lên trên vì súng đã bỏ dưới kia nhưng vừa lên thì hắn cũng đã tóm được cô và định tiêm cho cô một mũi vì quá hoảng sợ nên cô đã cầu cứu mazuko nhưng yuri sau cùng vẫn tự thân lết ra và trốn thoát cô tìm được chiếc hộp chứa mặt nạ và lấy nó đeo lên trước khi tên mặt nạ bắt được năng lực của cô được ban cho và vì tình huống cấp bách nên chỉ thị đành kích hoạt khả năng tự vệ cho cô Cô mở khóa khả năng làm chậm thời gian và cả siêu sức mạnh để ném tên kia khỏi tòa nhà, nhóm Zika lúc này đang tìm hiểu thêm về mặt nạ võ sư, còn ả à, mặt nạ tóc hồng thì đã tìm thấy nhóm Zika và không biết người vừa bắn sùng từ trường có nằm trong số này hay không. Tên cơ bắp đưa một tên đến chỗ cô ta, tên này cố cầu xin cô ta để được sống nhưng cái kết là đầu bẹp dí dưới gót giày của ả. À. Iuri lúc này phải đeo mặt nạ lại lần nữa và cô đã vào sâu hơn trong ý thức, và thời gian toàn bộ năng lực chuyển vào não cô là chưa đầy 5 phút nữa. Trong thời gian đó cô có thể hỏi gì thì hỏi đầu tiên là về năng lực cô sẽ được đánh thức những kỹ năng khác nhưng chúng đều sẽ bị cất sâu trong tiềm thức muốn dùng thì cô phải tự nhớ lại và kỹ năng có tương thích cao thì sẽ dễ nhớ ra hơn cô sau đó thoát khỏi tiềm thức thì nhận được cuộc gọi từ mazuko và biết mazuko đã an toàn nhờ một ứng viên của thần đi ngang qua giúp đỡ mazuko bảo yuri quay lại đây do có chuyện cần nói xong việc thì cô quay lại nói chuyện tiếp với hai người kia mazuko tin hai người không có ý đồ xấu và sẽ cho cả hai vào đồng minh với yuri yuri cũng đã phấn khởi hơn khi có một ứng viên làm đồng minh cô cũng xác định được vị trí tòa nhà mà zika nói nên sẽ lên đường đến đó bên này thì nhóm zika đã đến rất gần tòa nhà nơi Yoshi đã đứng nhưng phía xa thì ả à tóc hồng đã bố trí một cuộc đánh úp một trái bom hơi cay do mặt nạ quần vợt đánh bay tới và xả hơi cay ra khắp nơi ả à tóc hồng chỉ cần biến tất cả thành mặt nạ nên mục tiêu cần loại bỏ đầu tiên là mặt nạ võ sư một tên mặt nạ đã xuất hiện để xử lý việc đó mặt nạ cầm giáo định ra tay móc lốp mặt nạ võ sư nhưng zika đã dùng búa chặn được vì có kính để chống hơi cay cản tầm nhìn anh kêu mọi người nhanh chóng di chuyển về phía Yoshida còn anh sẽ ở lại cầm chân bọn mặt nạ. Mặt nạ cầm giáo lao đến tấn công trước nhưng Zika đã phát hiện ý đồ của tên đó nên chặn lại được. Có điều vũ khí lại bị gãy làm đôi. Ở bên kia Mazuko biết chuyện về bắn tỉa nên bảo hắn nếu tò mò về Zika thì cô đưa điện thoại cho gọi luôn. Nhưng anh ta từ chối và cho rằng có duyên thì sẽ gặp lại. Zika sắp hết sức thì may mắn có mặt nạ quý tộc đến ứng cứu. Zika thấy những mặt nạ đến cứu viện đều là của Yoshida và dù lực lượng của họ không tổn hại mà còn được tăng thêm thì khả năng chiến thắng là rất cao. Tưởng chừng như cuộc đột kích thất bại thì ả à tóc hồng kia lại gọi ra ba viện binh nữa, mặt nạ cầm dao, mặt nạ kiếm gỗ và mặt nạ máy khoan, Jica thì do chiến đấu với tên cầm giáo ba nãy và bị thương thì đã mất máu đến kiệt sức và ngất đi. Trong khi trận đấu đang diễn ra, mỗi mặt nạ đều đang giao chiến với nhau và bên Zika đang có lợi thế thì xuất hiện thêm tên mặt nạ thứ tư. Hắn là tên ở cùng ả à tóc hồng, hắn tiến tới chỗ Jica và mặt nạ võ sư dù có đến ngăn cản thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn tới và bắt Jica rồi rút quân về vì mục đích cuộc đột kích lần này là bắt sống Jica. Iuri nghe được tin anh trai bị bắt thì nổi điên bóp nát điện thoại rồi hét ầm và quyết định phải ngay lập tức đi tìm Jika. Tiếng hét to đến nỗi truyền tới tận chỗ của Mazuko khiến cô đã gọi thử thì thấy thuê bao nên lập tức chạy đi tìm. Cô chạy đi tìm và không biết nên tìm ở hướng nào, gọi to tên Iuri mong được hồi đáp. Nhưng Iuri bên dù này dù nghe được nhưng cô đã quên mất Mazuko vì mục tiêu duy nhất của cô bây giờ là tìm anh trai, nhưng chợt nhớ đến Mazuko khiến cô bừng tỉnh và đáp lại. Mazuko lập tức chạy về phía âm thanh truyền tới và đằng sau có một tên mặt nạ đã nhắm và bắn về phía cô một quả lựu đạn nhưng bắn tỉa đã ngăn chặn thành công anh lập tức bắn hạ tên bắn pháo nhưng bị mặt nạ cầm dao ngăn lại nghe tiếng tên cầm dao nói thì bắn tỉa nhận ra chúng là người của kẻ đã ép anh đeo mặt nạ tên đó lập tức ra lệnh cho mặt nạ phóng lựu vào mazuko vì hắn cần điều tra về người có năng lực điều khiển súng điện tử nhưng đang lười nên cho xử hết cu on định làm liều dùng đến khẩu súng phóng lựu định bắn nhưng hắn bị những phát súng liên tiếp bắn vào người iuri đã đến nơi để cứu viện cho mazuko mặt nạ cầm dao liên tục thúc ép mặt nạ phóng lựu hành động khiến hắn ta bắn loạn xạ mấy quả lựu đạn bay đến nhưng với kỹ năng của ứng viên thì yuri dễ dàng đọc được chuyển động và bắn nổ tất cả lựu đạn dưới sự bất ngờ của mazuko mazuko chỉ nghĩ là yuri đã phát triển khả năng bắn tỉa đến mức này kuon biết yuri đã trở thành một ứng viên hai tên bên kia đang kinh ngạc thì bắn tỉa cho một phát đạn vào đầu tên phóng lựu khiến yuri hoảng hốt vì hắn ta vẫn còn sống nhưng mazuko nói hắn ta là đồng minh nên cô bình tĩnh lại tên cầm dao lập tức nằm xuống khỏi tầm ngắm của bắn tỉa Hắn lôi điện thoại gọi cho ứng viên thông báo hình như mình sắp chết mẹ rồi nhưng hắn đâu ngờ bắn tỉa đã leo lên nóc và cho hắn một viên chết mẹ luôn đâu. Hắn cô báo cáo lại cho ứng viên nhưng thông tin còn lại, bắn tỉa thì hơi sợ độ cao nhưng vì muốn chắc ăn nên mới leo lên thay vì đợi bắn dội lại. Iuri vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng bắn tỉa, nhưng Pazuko muốn biết chuyện đã xảy ra lúc cô bất tỉnh. Iuri đành kể lại và rồi xin lỗi vì cô đã quá dối nên mới buộc phải tiếp nhận sức mạnh. Kuon sau đó đi đến và bắt tay với Iuri. Đột nhiên xuất hiện cảm ứng giữa cả hai, và điều này đã chứng minh cho Mazuko thấy Iuri thật sự đã trở thành một ứng viên. Iuri nghe từ Kuon việc bắn tỉa sẽ đi sau họ vì anh muốn cảnh giác năng lực của Iuri. Kuon cũng nói ra mục tiêu muốn hòa bình như Iuri nên cả hai đã có thể kết thân. Và Mazuko không hề thích điều này. Trong lúc đó Zika đang được mặt nạ cơ bắp dẫn đến phòng của ứng viên đang điều khiển hắn. Bước vào phòng thì Zika thấy một người trông có vẻ bình thường tên là Ma Mozu. Nghe được tên của Zika thì hắn cười không ngậm được mồm. Sau đó hắn ta mời Zika gia nhập phe hắn vì mong muốn có một con người đồng hành cùng hắn ta muốn tạo ra thế giới chỉ dành cho kẻ mạnh còn kẻ yếu sẽ phải chết. Zika thấy cái lý tưởng đó quá tầm thường với một kẻ có sức mạnh như hắn, còn giờ Zika nên đàm phán hay kiếm cơ hội để giết hắn. May thay là Zika hành động đúng nếu không là bay đầu rồi. Zika hỏi hắn điều khiển được bao nhiêu mặt nạ thì hắn phán 30 khiến Zika đứng hình. Hắn muốn Yuri lên tầng thượng cùng hắn, trong lúc đang làm nhảm về việc người được chọn này nọ thì Zika định xiên lúc hắn không phòng bị. Nhưng mặt nạ bóng chuyển phía sau không hề yếu nên có vũ khí trước vẫn tốt hơn. Lý do lên đây là để hắn cướp trực thăng. Vì hắn biết được để lên tòa tháp kia thì mới trở thành thần được và cách duy nhất là dùng trực thăng, hắn lại nhảy về những gì hắn đã trải qua và đó là lý do hắn xứng đáng làm thần. Jika biết Mamozu quá thận trọng vì hắn biết rõ sức mạnh của hắn ở đâu. Và giờ anh chỉ biết trông chờ vào Yuri, Jika thấy ghét bản thân vì chỉ toàn trông cậy vào em gái. Bên này Yuri kể lại chuyện Jika bị bắt cóc cho mọi người nghe. Đang nói thì tiếng trực thăng đến gần, Yuri đã sẵn sàng cướp trực thăng nhưng nó bay vụt qua ngay lập tức. Trực thăng đến chỗ Mamozu và Jika đang định hạ cánh thì tên mặt nạ giận dữ mở cửa ra và thấy con người thì lập tức cho di chuyển trực thăng đi chỗ khác mamozu giờ đã hiểu lời tên mặt nạ đó vừa nói là gì và hắn đã có đủ căn cứ để bắt đầu kế hoạch trở thành vị thần hoàn hảo mamozu giải thích rằng trực thăng sẽ né vị trí của những ứng viên để tránh việc trực thăng bị cướp và ngăn chặn sự ra đời của thần giải thích xong thì mamozu đã diện cho đội phía tây điều tra xem trực thăng sẽ hạ cánh ở đâu nếu kẻ nào tiếp cận trực thăng thì giết hết Jika nghĩ hắn đã phân tán đồng bọn ra khắp nơi nên sẽ dễ để đánh hạ hắn hơn nhưng hắn gọi hai thuộc hạ cao to vạm vỡ đi cùng còn hắn mặt nạ hầu gái và mặt nạ bóng truyền sẽ trông chừng zika đồng thời cho biết ả tóc hồng sẽ đến và giải đáp thắc mắc cho zika trước khi đi, mozu không quên hù dọa zika rằng nếu phản bội sẽ nhận kết cục không mấy tốt đẹp trên đường dima mozu gặp ả tóc hồng cô ta tên Kusaka b và hắn đã mượn hai quả bưởi đó để giúp bản thân bình tĩnh lại hắn quyết tâm sẽ loại bỏ mọi ứng viên khác để đảm bảo không có gì ngăn cản hắn bước lên ngôi vị của thần còn bên kia bắn tỉa đang muốn gọi cho zika nhưng quên luôn cách xài điện thoại anh ta nhớ ra được khá nhiều thứ và chắc chắn được việc jica là bạn của anh ta đang loay hoay thì anh phát hiện bản đang bị ngắm bắn từ xa kẻ thù là một mặt nạ dùng súng ngắm y hệt anh cô ta bắn một phát nhưng anh đã né được và bắn trả cũng như anh khi cô ta nhẹ nhàng né được hai người ngang kèo ngang sức nhưng địa hình của anh đang cực kỳ bất lợi cô ta lấy lợi thế bằng cách bắn vào dây cầu khiến nó đứt và bắn tỉa theo đó mà rơi luôn anh kịp bám vào cầu để níu giữ sự sống yuri và mazuko bên này nghe thấy tiếng súng phát ra liền biết ngay là bắn tỉa Iuri nhảy lên lấy ống nhòm quan sát nhưng chỉ nhìn thấy cô gái mặt nạ bắn tỉa. Cua on kêu Iuri xác định khoảng cách để cô xài súng điện tử nhưng Iuri lúng cuống không thể xác định được. Bắn tỉa trước cảnh ngàn cân treo sợi tóc đã dây dứt vì có thể bản thân sẽ chết khi chưa tháo được mặt nạ và tìm ra danh tính của bản thân. Và rồi khi nghĩ đến Zika thì anh đã nhớ ra hồi nhỏ anh và Zika từng hứa hẹn thắng thua bằng một trò chơi là ai trong hai người sẽ sống một đời tuyệt vời hơn. Nên anh muốn cái chết của bản thân phải thật ngầu, nên anh ra hiệu cho cô ta nhắm vào đây mà bắn. Iuri mãi vẫn chưa thể xác định được vị trí của bắn tỉa để Cuon né anh ta ra. Cuon đã kích hoạt súng điện tử và nhiều người để ý đến việc này. Đột nhiên số một của Kazuma xuất hiện và tấn công mặt nạ bắn tỉa nữ. Cô ta vẫn đáp trả lại được và Iuri cũng đã bảo Cuon ngừng sử dụng súng điện tử. Nhờ số một mà bắn tỉa đã có thể ổn định lại vị trí và đẩy lùi được à ta đi. Anh có điểm yếu là sợ độ cao và ban nãy đúng là đáng sợ thật. Kazuma đến đón số một và nhìn thấy Iuri vẫn ổn. Tuy có hơi sợ cô nhưng hắn vẫn mừng vì cô còn sống số một chỉ có Kazuma biết điểm hẹn. Kazuma giờ đây đang đi cùng ông Tanabe và một cậu nhóc tên Uzuki. Ông Tanabe chỉ đi cùng chứ chưa hề bỏ ý định trả thù hắn nên cứ liệu hồn đấy. Mamoru nghe tin là có biến ở phía đông nên hẳn là đối tượng hắn cần tìm đang ở phía đó. Nhưng hắn không hiểu sao súng chỉ được nạp lên như vậy mà không bắn. Hắn nghe ông mặt nạ đây giải thích vài câu thì cũng kích hoạt sức mạnh để giao ai tí. Hắn quyết không để ngôi thần thuộc về kẻ nào khác ngoài hắn. Còn ở bên kia, ba cô gái đã tiếp tục lên đường. Đột nhiên Mazuko đã kéo Kuon vào nhà vệ sinh và nhờ Yuri canh chừng. Cô đã hỏi Kuon về việc cô thích bắn tỉa có đúng hay không. Và cả việc khẩu súng thực sự là do cô điều khiển. Cô quá lúng túng nên đã để lộ hết thông tin cho Mazuko. Yuri ngoài này thì chạm chán một tên mặt nạ. Mazuko nhận thấy địch muốn có Kuon vì kiểm soát được khẩu súng là một việc cần thiết để trở thành thần. Nghe tiếng đánh nhau nên hai cô gái chạy ra và Mazuko đã giúp Yuri xử lý hắn. Kuon càng tự ti hơn khi bản thân cô không thể nào quen với việc giết chóc như hai cô bạn ngoài kia. Kuon biết rõ là bản thân chẳng làm được gì, họ sau đó gặp lại Bắn Tỉa. Iuri bị anh ta làm cho sợ mà chạy đi vệ sinh. Bắn Tỉa cho Kuon biết Iuri cũng chỉ là nữ sinh yếu đuối, cô chỉ mạnh mẽ nhờ đã trải qua biết bao nhiêu chuyện tại thế giới này, anh lấy ba lô trả lại cho họ. Anh dự tính sẽ sớm tách nhóm đi lẻ vì anh và Iuri không thể ở gần nhau. Đồng thời họ cũng gặp lại Kazuma và ông Tana bên này. Iuri cũng không quên nhập vai một người đáng sợ để dọa Kazuma, Uzuki thấy sợ cô khiến cô nhận ra bản thân đã bị xem là một kẻ bắt nạt. Kuon thì đã cho bắn tỉa biết việc Jika đã bị kẻ địch bắt. Jika lúc này đang khai sự thật ra cho Kasukabe. Cô ta biết Yoshida không hề có khả năng điều khiển khẩu súng và cũng không có ý muốn trở thành vị thần nên cô ta sẽ giữ lời hứa với Jika là không động đến đồng đội anh. Jika biết cô ta có thể cảm nhận sóng não của con người nên cố kéo cô ta né khỏi Yoshida và cũng giữ bí mật về Yuri. Cô ta nghe điện thoại và nhắc đến bắn tỉa làm Jika hoảng hốt. Cô ta nhận ra Jika biết về bắn tỉa nên thăm dò quan hệ của anh và bắn tỉa. Tuy nhiên Zika chỉ biết bắn tỉa đã bị đeo mặt nạ và biến mất tại đây. Nhưng cô ta biết Zika vẫn đang giấu gì đó nên cố ý nói ra việc chính cô ta là người đeo mặt nạ cho bắn tỉa. Cô ta muốn Zika giận quá mất khôn nhưng Zika đã đập đầu xuống đất giữ tỉnh táo. Zika tuyên bố là cô ta đã quá sai lầm khi cho bắn tỉa khẩu súng và giờ anh ta sẽ xử lý 30 người bọn chúng. Zika đã thành công hướng sự chú ý của cô ta sang bắn tỉa để cô ta không còn tập trung vào Yuri và Yoshida nữa. Zika chọn tin tưởng vào bắn tỉa rồi ngất đi. Bắn tỉa nghe việc Zika bị bắt thì cũng không lo vì anh biết Zika tự lo cho bản thân được. Bắn tỉa cũng sắp tiến tới trạng thái ngủ đông do mặt nạ bị nứt quá lâu, Kuon nổi lửa và quyết nhất định sẽ cứu anh. Bên này khi Yuri nghe tin đối phương có thể điều khiển được 30 thiên sứ thì cũng khá sốc nhưng vẫn quyết hợp tác cùng mọi người để đánh bại kẻ địch đã bắt Zika. Mazuko nghe điện thoại của Kuon thì biết được bắn tỉa sắp ngủ đông và gọi Yuri qua đó vì anh ta muốn nói chuyện với cô. Cô giao lại việc canh gác cho Kazuma và đi gặp, đến nơi thì Kuon cho biết bắn tỉa còn ý thức nhưng vẫn muốn gặp Yuri. Mặc dù vẫn hơi sợ nhưng Yuri vẫn bước vào căn phòng đó. Một căn phòng kiểu nhật và bắn tỉa đang ngồi bên kia cánh cửa để cho Yuri đỡ sợ. Anh trả bức ảnh mà bản đang giữ. Yuri lập tức nhận ra là của anh trai cô. Bắn tỉa cho rằng bản thân có lẽ là bạn của Zika nhưng chỉ mới nhớ được đến đó. Bên phía Yoshida thì nhận được tin trực thăng đáp xuống liền chuẩn bị đi điều tra. Yuri đã nói hết thông tin về đồng minh của cô cho bắn tỉa biết. Cô cũng tiện thể pha trà cho bắn tỉa uống. Anh tháo mặt nạ xuống uống thử rồi cho Yuri nhìn gương mặt của mình cô ngạc nhiên vì anh đẹp trai vãi ỏ nhưng vẫn không nhận ra anh là ai được biết là mặt bắn tỉa có một vết sẹo và yuri chỉ nhớ chiếc mũ mà anh đội thì zika trước đây cũng đã từng đội một cái y chang zika đã rất trân trọng nó anh cho cô vài lời khuyên trước khi chính thức bước vào trạng thái ngủ đông yuri đã mượn điện thoại của mazuko để liên lạc với bên Yoshida vì điện thoại của cô đã hỏng mamozu lúc này đã cho mặt nạ điều tra nhiệm vụ điều tra người mạnh hơn bắn tỉa ở trong hàng ngũ địch kuon và mazuko thì đã bắt đầu tiến vào hệ thống của bắn tỉa nơi đây là thế giới cũ của cả hai Phiên bản mặt nạ của Mazuko cũng ở đây để hỗ trợ. Cô ta cho biết đây là giấc mơ của bán tỉa. Kuon cảm nhận được anh ta đang ở đâu. Đang đi tới thì cả hai gặp được anh ta phiên bản lúc nhỏ. Kuon ngại ngùng vì đã quyết tâm cho đến lúc thành thần sẽ không nhìn mặt của bán tỉa. Phiên bản lúc nhỏ dẫn hai người đến chỗ phiên bản mặt nạ của bắn tỉa và anh ta nhờ có phần ký ức về Zika mà đã nhớ ra tên thật của bản thân là Makoto. Kuon đã bộc lộ sức mạnh và hóa giải chương trình mặt nạ cho Makoto, nhưng cũng vì quá sức mà ngã xuống bên này yuri đã mang súng đến cho ông tana b sửa do ông là thợ cơ khí uzuki cũng chỉ cô vài mẹo về súng đột nhiên có tiếng hét vang lên nên yuri một mình chạy đến hướng tiếng hét. nhưng đến nơi thì cô đã muộn bốn tên mặt nạ tiến đến đòi hội đồng cô nhưng giờ đây cô đã hoàn toàn khác trước sở hữu sức mạnh của ứng viên khiến cô dễ dàng một chấp bốn và xử lý hết chúng cô quyết phải gặp lại được jica và trước lúc đó thì cô phải kết thúc trận chiến này mặt nạ điều tra đang lấp ló ngoài kia thì phải kinh ngạc trước sức mạnh của cô sau khi chiến thắng thì yuri cũng kiệt sức ngã khuỵu xuống Mặt nạ điều tra sau khi gửi thông tin cho Ma Mozu quay sang thì thấy hai cây súng của Yuri đang nằm dưới đất. Nghĩ đến cảnh chủ nhân sẽ xoa đầu khen ngợi nếu hắn hạ được Yuri nên hắn lập tức nổi hứng đến tấn công Yuri. Tên đó thủ sẵn một đống dao bên trong áo và dùng nó làm vũ khí, cô chỉ có thể liên tục chạy trốn và né tránh. Bị dồn vào đường cùng thì đúng lúc này Mazuko xuất hiện và lao đến khống chế tên đó giúp Yuri. Cô cho biết bản thân đã phải đi tìm khi không gọi được cho Yuri. Kuon thì đang ở cùng bắn tỉa nên không cần quá lo, Iuri muốn biết chủ nhân của hắn là ai thì hắn lại luyên thuyên về lý tưởng của chủ nhân và không quên tôn chủ nhân thành thần. Lắm mồm quá nên Iuri đạp một phát để hắn ngậm miệng lại. Mamoru nhờ có được thông tin mà gián điệp gửi về thì đã lên kế hoạch cho Kasukabe. Mặt nạ cơ bắp và đại thiên sứ ra trận để tiêu diệt Iuri và đại thiên sứ chính là con bài nguy hiểm nhất mà hắn phải tung ra. Lúc này Makoto đã tỉnh dậy và thấy Kuon đang nằm ngủ trên đùi của mình. Kasukabe đang cố gọi Jika tỉnh lại thì thấy mặt nạ cơ bắp đang giết người bừa bãi ngoài kia liền tức giận gọi hắn quay về. Tất cả đã bị thuộc hạ mặt nạ Trung Hoa của Yoshida chụp được. Kasuka B so sánh mặt nạ cơ bắp và đại thiên sứ thì thấy rằng chênh lệch quá lớn. Tại thiên sứ là một thứ bất bại không đối thủ, một kẻ bất trị và không dễ gì phục tùng bất cứ ai. Nhưng trùng hợp thay khi Ma Moju lại hoàn toàn tương đồng với sóng não với đại thiên sứ nên có thể áp chế được hắn ta và biến hắn ta thành một tên còi cọc như này. Mặt nạ Trung Hoa đã gửi vị trí kẻ địch về cho Yoshida. Bắn tỉa thì đã gặp lại hai cô gái và cho biết Kuon vẫn đang ngủ. Jika mới tỉnh dậy thì ba tên mặt nạ này đã chuẩn bị xuất phát để đi xử lý ai đó. Lúc này Yuri nhận được tin anh cô vẫn ổn và biết được vị trí nên kích động không kiềm chế được. Bắn tỉa cũng không giữ nổi bình tĩnh nên cả hai đã cố trấn an nhau. Yuri tiếp tục nhận được tin ba tên mặt nạ đang xuất phát tới chỗ cô. Kazuma sau khi thăm dò mặt nạ điều tra mà Yuri mang đến thì cho biết là hắn chẳng khám phá ra được điều gì khi xâm nhập vào não tên nó. Vì đại thiên sứ là kẻ đã chặn không cho kẻ khác xâm nhập vào. Ngoài ra, Kazuma cũng đã khám phá ra năng lực mới là chặn hành động của các mặt nạ anh thử ngay lên bắn tỉa thì chẳng thấy làm được gì nhưng bắn tỉa thừa nhận là kazuma đã thành công làm anh đứng yên trong tích tắc đối với trận chiến giữa các mặt nạ thì một tích tắc cũng rất quan trọng yuri quyết định kể chuyện sắp xảy đến cho kazuma nghe bắn tỉa sau đó quay lại gặp kuon và cho cô biết trận chiến sẽ bắt đầu sau một tiếng nữa cả hai muốn chuẩn bị tâm lý vững vàng để đương đầu với hiểm nguy bắn tỉa biết kuon đã gần với sức mạnh của thần hơn ai hết kazuma thì vẫn không khỏi ngạc nhiên khi nghe sự thật từ yuri về việc cô đã lừa cậu ta suốt thời gian vừa rồi dù ngạc nhiên nhưng Kazuma vẫn quyết định gia nhập làm đồng minh với Iuri vì cậu ta cũng đâu thể đi theo cái suy nghĩ của Mamoru được. Uzuki mừng vì Kazuma đã chọn đúng. Lúc này cả đám đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới. Kazuka B đã đến nơi và bắt đầu trận chiến, nhưng cô đã trong tầm bắn của bắn tỉa. Đang định bóp cò thì Uzuki hét to mẹ ơi làm cô ta lập tức né tránh và bắt đầu ném bom khói loạn lên. Bắn tỉa biết mọi chuyện giờ sẽ phức tạp nên muốn Uzuki kể về người mẹ của cậu nhóc. Trong làn khói tên đại thiên sứ đã bị đánh văng ra ngoài. Hắn móc điện thoại gọi cho Mamozu xin chỉ thị thì hắn ta đã đọc 7 từ khóa để mở phong ấn cho đại thiên sứ. Sau khi đọc xong đại thiên liền biến thành hình dạng ban đầu. Mamozu đã thiên sứ rằng hắn đang ở tòa nhà trước mặt và thuộc hạ của hắn sẽ ngăn chặn thiên sứ tiến vào. Nên nếu thiên sứ muốn đánh bại hắn thì cứ xông vào đấy. Đại thiên sứ lập tức cầm gậy quật một phát lên mặt đất rồi nhảy qua đầu ba người mà chạy thẳng đến tòa nhà. Số 1 đã chạy đi bảo vệ Kazuma. Iuri bảo Mazuko đi theo còn ở đây cô tự lo được. Iuri muốn ở lại để xử tên mặt nạ cơ bắp vì hắn là kẻ đã bắt Zika. Kasukabe thì đã rời giao tranh vì cô ta nghe thấy tiếng gọi mẹ thì đang rất là bất ổn. Đại thiên sứ đang leo lên tòa nhà thì bị bắn tỉa đứng sẵn ở trên bắn xuống. Nhưng anh ta chụp đạn chỉ bằng hai ngón tay. Đại thiên sứ nghĩ là ma Mozu đã thuê sát thủ nên sẽ xâm nhập và tìm từ bên trong. Kuon đang run rẩy sợ hãi trước sức mạnh của đại thiên sứ nên bắn tỉa đã nói cô đến ôm lấy anh ta. Thiên sứ lúc này đang thưởng thức món pizza lạnh tuyệt hảo để lấp cái bụng đói thì số một xông tới đánh lén nhưng chỉ trúng tàn ảnh của hắn ta cô bé tiếp tục lao tới thì bị hắn một gậy nát kiếm nhưng hắn nhận ra phía sau có một cô gái và trước mặt là một người đàn ông mazuko và kazuma đến giúp đỡ kazuma giơ tay sử dụng lệnh đứng yên đối với đại thiên sứ để mazuko và số một lao tiến đến tấn công hắn ta hắn ta thoát được nhưng vẫn bị thương hai chỗ do bị dừng khoảng 0,8 giây hắn quyết định nhắm vào kazuma và lấy viên đạn hồi nãy ra búng một phát viên đạn bay với tốc độ tia chớp đến chỗ kazuma số một không thể cản được viên đạn nên kazuma đã dính đạn cô bé cố cầm máu để cứu lấy kazuma Mazuko buộc phải để cô bé đưa Kazuma đi còn cô sẽ lo liệu ở đây. Mazuko hỏi hệ thống cách để tăng sức mạnh để đánh với tên đó, hệ thống sẽ kích hoạt công cụ chống phân mảnh nhưng cần 3 phút để hoàn thành mới được. Nhưng chỉ mấy giây mà Mazuko đã bị đại thiên sứ đập văng vào tường và tổn thương màng nhĩ. Ông Tanabe xuất hiện phía sau để cứu viện cho Mazuko. Ông cho rằng đại thiên sứ là một tên khốn khi đi đánh nhau với một cô gái trẻ. Đại thiên sứ thấy ông ta cũng có lòng chính nghĩa giống mình nên càng thấy hứng thú, ông dám máu chó một mình ngăn cản hắn để Mazuko chạy ra ngoài. Cô hy vọng ông sẽ sống tốt, Iuri thì vẫn đang bất phân thắng bại ngoài kia. Hệ thống cho Mazuko biết một khi kích hoạt công cụ thì hệ thống sẽ xóa những thứ thừa thải khỏi đầu cô để cô tăng khả năng tập trung xử lý. Nói cách khác là hệ thống sẽ biến mất, Mazuko vẫn thấy hơi buồn khi mất đi nhân cách này, nhưng cô vẫn sẵn sàng đánh đổi. Kích hoạt thành công và hệ thống đã nói lời tạm biệt tới Mazuko, đại thiên sứ đã đánh gục ông Tanabe với một chiêu đơn giản. Nhưng Mazuko đã trở lại, sức mạnh tăng vọt giúp cô bắt kịp với tốc độ đại thiên sứ và đánh ngang cơ với hắn. Đổi lại nhận thức của cô đang dần mơ hồ nhưng cô tin là chỉ cần có Iuri ở bên thì cô không sợ gì cả. Iuri bên này liên tục bắn về phía mặt nạ cơ bắp nhưng đều bị hắn chặn hết. Hắn lẩn vào làn khói và xuất hiện bất ngờ thì cô cho một cùi chỏ vỡ mặt nạ rồi bắn vài phát kết liễu. Xong việc cô lập tức chạy đến chỗ Mazuko. Bắn tỉa muốn đưa Kuon ra khỏi đây và quay lại sau, nhưng Uzuki muốn đi giúp mọi người. Mazuko lúc này đã sắp kịch quệ nhưng cô cũng đã khiến đại thiên sứ bị thương không nhẹ. Kuon thì đã có lại sự mạnh mẽ nhờ việc mơ thấy lúc được cùng bắn tỉa làm đám cưới mazuko thì vẫn nhớ là còn một cách nên cô đã nhảy ra ngoài hô to tín hiệu cho bắn tỉa nghe và xác định được vị trí để cu on kích hoạt súng từ trường cô phóng súng điện từ mức sát thương nhỏ nhất về phía đại thiên sứ để không làm sập cả tòa nhà kasuka b định báo cáo về cho ma thì bắn tỉa đã phá súng của cô ta tưởng chừng kết thúc rồi nhưng đại thiên sứ đã né được dù vẫn bị thương ở nội tạng hắn định khử mazuko rồi chạy nhưng yuri xuất hiện kịp thời đánh gục hắn định bắn một phát cho nhanh thì hệ thống thông báo cô đã mở kỹ năng điều khiển thiên sứ và sóng não của hắn hoàn toàn phù hợp với cô Cô do dự không biết nên bắn hay không thì ông Tanabe xuất hiện phía sau kêu cô đừng giết thanh niên này. Cô đã quyết định phong ấn hắn về dạng teo nhỏ. Họ kết thúc trận chiến với tổn thất rất lớn là Kazuma đã bị thương quá nặng nên đã không qua khỏi. Trước lúc ra đi thì Kazuma đã ra lệnh cho số một nghe theo Yuri và kết thúc thế giới này. Tên báo tin đã báo về cho Mamoru biết việc Zika có một người em gái nên hắn đã gọi cho Zika để thông báo cuộc tấn công thất bại. Và cả việc hắn biết Zika có một đứa em gái và liên tục khiêu khích Zika khiến anh mất bình tĩnh chửi thẳng mặt hắn. Iuri giờ đây càng quyết tâm hơn trong việc cứu Zika và sẽ cùng đồng đội mình chuẩn bị cho cuộc chiến với Mamoru và sau cùng là chấm dứt thế giới này. Phim đến đây cũng là kết thúc.